em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Gió đưa anh quay về không em trong đêm mịt tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn này vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn người chung không xa cách. Ân ơi, nhưng mà pin nó vô nhanh lắm nha. Nhưng mà bây giờ Vân cắm sạc qua bên cái cục sạc của Vân này, không hề nóng. Ý là Vân cắm cái đầu á, Vân cắm cái đầu tới giờ vẫn còn nóng mà. Vân cắm cái dây sạc qua bên cái đầu sạc của Apple rồi. Sạc rất là ngon lành. Bởi Vân nói cái thằng sạc, tại sao Vân đòi mua cái Apple F9, nó cũng có cái lý do. Cái Apple F9 nó rất là sạc rất là tốt, rất là nhanh mà không bị nóng. Anh nhỏ em còn like nữa, anh em like tới 12:30 á. Tại vì đợi qua ngày mới em xin mọi người một ít đậu để làm nhiệm vụ á mà. Ngày mai em đi mổ mắt, em không có live stream. Em để cho mắt nghỉ ngơi á. Mà nó sẽ băng mắt em lại, em có like cũng không có được đâu. Dạ, em có ngủ. Em like 45 phút nữa em mới tắt nói chuyện với mọi người mà. Anh ở đây chơi nè. Anh đây tám chơi. Cùng yêu nhau mãi, hai em vì tình yêu anh sẽ. Thôi khỏi mua nữa đi Ân ơi, khỏi mua nữa đi. Tại vì cục sạc iPhone thì vài hôm nữa Vân đi xuống dưới Vân lấy về. Còn cục sạc Apple thì là cái dây này. Cái đầu sạc cũ của Vân xài là ok rồi, còn cái cục sạc này để cho con Linh. Con Linh thúi nó cũng không còn cục nào đâu. Đợi nó bỏ tiền để nó mua cái cục sạc á hả? Chắc á hả? Đợi nó bỏ tiền để nó mua điện thoại mới đi rồi người ta cho nó cục sạc. Chứ đợi nó bỏ tiền để nó mua cục sạc chắc là bị lâu quá. Chờ em sang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố rất mưa sao chưa rất nỗi buồn. Cách đôi mình cùng yêu nhau mãi, hỡi em vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố rất mưa sao chưa rất nỗi buồn. Nói đại một khi đã nói được cái câu đó rồi thì nói đại đi. Dẫu gì á hả, nói ra thì Vân coi lại coi có đúng là như vậy không. Chứ còn không nói ra thì Vân đâu biết được khuyết điểm của Vân là gì đâu. Nào giờ Vân không biết trên cơ thể của Vân là khuyết điểm là gì nữa. À, khuyết điểm của Vân thì Vân nghĩ là mình Vân có một cái cổ khá là xấu. Có một cái bờ vai khá là ngang. À, có một cái... cái gì cũng không biết nữa. Có một cái môi rất là nói nhiều. Không phải có. Nói thì nói, không nói thì thôi im luôn đi, mệt quá. Không nghe tiếng em ơi hả? Nghe thôi, điếc. Có bị điếc không? Hello ông nội idol. Ủa anh nhỏ ở đây chơi, sao anh nhỏ đi? Ở đây, anh đi làm đây hả? Anh nhỏ đi hả? Thiệt luôn hả? Giờ này bên anh mấy giờ rồi? Anh phải về một nơi xa, không thể sống như thế. Từng ngày bên em, đôi ta đã yêu lòng say.
xíu nữa đi ngủ cho tao sạc cái cục sạc đó không có vô đâu mà sạc, sạc tới sáng không cũng vô nữa. Dạ 30 phút nữa em đi ngủ tại em đợi qua 12 giờ làm nhiệm vụ ngày mới luôn rồi em mới đi ngủ, sáng mai em dậy sớm đi mổ mắt. Không biết mổ hết nhiều tiền không hả mọi người hả? Nhưng mà đây là tiểu phẫu thì Vân nghĩ chắc rẻ à. Nhưng mà em nghĩ cho là rẻ tiền. Tiểu phẫu mà có phải là đại phẫu đâu. Xui bạn ơi, hên xui bạn ơi, cái cục sạc này nó bị đứt hai đầu luôn, nhìn nhán không hề lùn, sao không quay giò nhỉ? Chứ tự nhiên không lẽ tôi ngồi tôi quay cái giò tôi cho bạn coi. Nhiều sạc quá mà không có cái gì ra cái gì hết trơn. Em đủ chia sẻ rồi mọi người ơi, đợi qua 12 giờ hãy chia sẻ tiếp nha. À chị mổ mắt em ơi, mắt chị có vấn đề. Trời ơi, giờ này ông nó tặng mình được cái bông hướng dương thúi. Quái đạn thiệt. Lên tim anh đau đớn. Mà có lúc anh không chấp nhận yêu sao quá vô vàng. Đã cho ta gặp nhau, đã trải qua bao ngày hạnh phúc. Mình em làm sao không biết sao. Em còn nhiêu đây tiền nữa là hết luôn rồi nè. Em còn được nhiêu đây tiền là hết luôn rồi nè. Đâu anh? Dạ, em biết rồi. Không, hồi nãy anh nhỏ có nói rồi, em biết rồi. Anh đi làm vui vẻ nha. Anh nhỏ đi làm vui vẻ nha, anh nhỏ. Em còn được 100 ngàn, 300 ngàn, 310, 320, 30, 40, 50, 70, 92 ngàn. Đủ 392.000 đủ ăn một bát phở. Không, không đủ ăn một bát phở đâu. Nghe đồn là bát phở tới 800.000 hả ta? Anh bát phở bao nhiêu tiền anh? Bát phở ở cái chỗ nhà nhà cao tầng á. Bao nhiêu tiền anh? Như đây của em đủ ăn một chén bồi viên không? Tám trăm ngàn hả? À. Có ở nhà cao cấp á, 800 hay 900 ngàn một tô phở. Ghê thiệt, tiền đâu ăn trời. Bữa nào anh không có tên dẫn em qua đó ăn chén phở luôn. Không biết phở nó bỏ bao nhiêu con trai ở chỗ mà ngon dữ vậy. Anh ơn cà phím đi anh ơn.
Rồi kiếm cho anh không có tên đọc. Phở nó đắt như vậy. Không biết trong bát phở nó bỏ bao nhiêu là hả tinh chất quý báu của con trai vô đó. Mà sao nó bán mắc như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Vì sao em nỡ nói với anh một câu mà chúng ta không gặp? Vì sao em cứ đánh thức một con tim đang mộng mơ? Vì sao con tim anh đây một lần nữa cố chấp như vậy? Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mai anh phải quên? Còn trong anh mãi những giây phút anh nhìn em, có khi hay ngồi cười và vui mình em. Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói. Mọi người chia sẻ like lên Facebook giùm em ạ. Mọi người chia sẻ like lên Facebook giúp Vân nha. Cảm ơn Ly, cảm ơn anh Hồng.
mọi người chia sẻ like lên Facebook giúp con. Sao em vẫn cứ nói một câu mãi chúng ta không gặp, bởi vì em đã có người yêu, anh không tin em đã có người yêu, vì sao nước mắt anh vẫn còn rơi. Cảm ơn anh. Vì một người mọi người chia sẻ like lên Facebook giúp Vân nha. Mọi người chia sẻ like lên Facebook Vân. Tưởng chuông ấn lộ. Đêm lại về, đâu đó vang vẳng bên tai tiếng dương cầm, làm anh nhớ về em, một người đã quá xa xăm. Khơi lại nỗi đau từ lâu mà anh đã giấu. Đêm đến vui vàng, mình anh.